Là một nhà lập pháp thầm lặng tại Quốc hội Mỹ trong chưa đầy một thập kỷ, nhưng nghị sĩ Mike Johnson giành được tất cả 220 phiếu bầu của đảng. Theo AP, tân chủ tịch Hạ viện Mike Johnson chưa được hầu hết người Mỹ công nhận. Nhưng đồng minh tận tụy này của cựu Tổng thống Donald Trump, một người theo chủ nghĩa bảo thủ xã hội, lại là một thế lực thầm lặng trong Hội nghị Đảng Cộng Hòa, mà hiện ông đã bất ngờ giành được vị trí lãnh đạo. Quan trọng hơn cả, ông đã có thể giành được tất cả 220 phiếu bầu của đảng để trở thành chủ tịch Hạ viện, điều không một đồng nghiệp nổi tiếng nào của ông có thể làm được. Chỉ mới trước đó, Đảng Cộng Hòa đã phải vật lộn trong hơn 3 tuần để tìm ra người thay thế ông Kevin McCarthy. Các đồng nghiệp cho biết đảng viên Cộng hòa bang Louisiana, Mike Johnson là người sùng đạo, tự gọi mình là người phục vụ. Ông được cho là có thể đem đến cho Đảng Cộng hòa một khởi đầu mới và vững vàng, trong đó nhiều người hy vọng sự chia rẽ khó chữa của họ cũng sẽ được cải thiện, một vấn đề dường như đã hạ gục mọi nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện trong thập kỷ qua. Một người bạn của tất cả, và không phải là kẻ thù của ai, Chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa Elise Stefanik nói khi đề cử ông Johnson trước cuộc bỏ phiếu. Phát biểu khi được bầu, ông Johnson, 51 tuổi, hứa hẹn sẽ khôi phục niềm tin vào Quốc hội khi đảm nhận vai trò chủ tịch. Nhưng nhà lãnh đạo mới của Hạ viện sẽ còn cần phải chứng minh nhiều điều khi thách thức trước mắt với ông là cuộc tranh luận về chi tiêu của chính phủ. Bên cạnh đó, ông cũng phải giành được lòng tin từ các đảng viên Đảng Dân Chủ, những người đang nghi ngờ thành tích của ông và dè chừng trước sự ủng hộ của ông đối với những nỗ lực của cựu Tổng thống Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Cũng trong phần phát biểu, ông Johnson nhiều lần nhắc đến đức tin Cơ Đốc giáo của mình, cũng như quá trình ông trưởng thành. Theo Johnson, mẹ sinh ra ông năm 17 tuổi và cha ông là một lính cứu hỏa bị thương khi làm nhiệm vụ. Về các kế hoạch nghị sự, ông hứa sẽ nhanh chóng tiến tới các ưu tiên bảo thủ, như hỗ trợ cho Israel và an ninh biên giới. Đã đến lúc phải hành động, Johnson nói. Tôi sẽ không làm mọi người thất vọng. Là luật sư hiến pháp và cựu thành viên Hạ viện bang Louisiana, Johnson lần đầu tiên được bầu vào Hạ viện Mỹ vào năm 2016. Ông là người Louisiana đầu tiên trở thành chủ tịch Hạ viện và là người miền Nam đầu tiên giữ chức vụ này kể từ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Newt Gingrich bang Georgia vào những năm 1990. Trong số các thành viên bảo thủ hơn của đảng, ông Johnson đã liên tục phản đối quyền phá thai của phụ nữ. Ông cũng phản đối luật năm ngoái yêu cầu các bang công nhận hôn nhân đồng giới là hợp pháp ở một số nơi. Là thành viên tích cực của Ủy ban Tư pháp Hạ viện, Johnson được chú ý với tư cách là một trong những người thẩm vấn nhân chứng hàng đầu của Đảng Cộng Hòa trong cuộc luận tội đầu tiên của cựu Tổng thống Trump vào năm 2019. Ông tiếp tục đóng vai trò là một trong những người bảo vệ chính cho ông Trump trong suốt cuộc bầu cử năm 2020 khi đã tập hợp các đồng nghiệp ký một lá thư ủng hộ khi một số bang loại bỏ một số kết quả bầu cử không thành công. Ông Johnson thân thiết với Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Jim Jordan, người đã lên chiến lược với ông Trump về cách lật ngược thất bại bầu cử và mất quyền tranh cử chủ tịch Hạ viện đầu tuần này vì sự phản đối của các thành viên ôn hòa trong đảng. Về việc ông Johnson trở thành chủ tịch Hạ viện, cựu Tổng thống Trump nhận định ông sẽ làm cho tất cả chúng ta tự hào. Cựu nghị sĩ Georgia Doug Collin, thành viên Đảng Cộng hòa trong Hội đồng Tư pháp, tham gia phiên luận tội đầu tiên của ông Trump, mô tả rằng trong thời gian bận rộn của ủy ban, ông Johnson vẫn bình tĩnh, cố gắng sắp xếp các bước tiếp theo. Ông làm việc với các thành viên mới hơn, trong ban hội thẩm và sử dụng kiến thức chuyên môn của mình để cố vấn cho họ cách đặt câu hỏi tốt nhất. Ông Collin nói, họ sẽ cảm thấy được lắng nghe khi có Mai. Theo Collin, những người không biết Johnson sẽ ấn tượng bởi sự khiêm tốn của ông, nhưng đừng nhầm lẫn sự khiêm tốn và lòng tốt với việc không mạnh mẽ với những gì ông ấy tin tưởng. Khi được hỏi về cuộc bầu cử năm 2020, sau khi được đề cử làm Chủ tịch Hạ viện, ông Johnson từ chối trả lời, còn một số đảng viên Cộng hòa khác đứng cạnh ông la ó với người phóng viên hỏi điều đó. Johnson cũng là người ủng hộ nhiệt tình cho ngành dầu khí của Louisiana. Ông nhận được nhiều tiền vận động tranh cử từ ngành trong 7 năm tham gia quốc hội hơn bất kỳ ngành nào khác, và giống như nhiều đồng nghiệp thuộc Đảng Cộng Hòa, ông nhiều lần hạ thấp tầm quan trọng của biến đổi khí hậu. Là một trong những cử chỉ đầu tiên sau cuộc bầu cử, ông Johnson đã nói với nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ Hakeem Jeffries rằng mong được làm việc với ông ấy. Bên kia Điện Capitol, lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer nói với các phóng viên rằng ông mong muốn được ngồi lại với Johnson và tìm ra cách thức lưỡng đảng để tránh cho chính phủ phải đóng cửa khi nguồn tài trợ hết hạn vào giữa tháng 11. Theo VTC News, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.